cháu con này là bao nhiêu nhiêu đó? Đứa cháu này khoảng 1m2 chứ 1m chữ thôi ạ. Bên đi cho thuyền nó cân. Cái mặt ngồi xuống đi. Mày ngồi anh. Gì kia? Ôi đi mày. Hơi nghiêng trái. Hơi nghiêng trái rồi mày. Hơi nghiêng trái rồi. Thằng anh sẽ phải ngồi. Ôi ôi. Lật tàu cái. Lật tàu nha Phát. Hơi nghiêng trái. Yên tâm. Không sao đâu. Buổi cuối đẹp sẽ phải ngồi. Trái xong nhà bác. Trái xong nhà bác. Trái xong nhà bác. Trái xong gì đấy? Trong khi nào đây thì mình lên trên mặt đất hỏi mặt. Thì nó hơi nghiêng bên trái vậy á. Nó nghiêng bên này quá trời. Nhảy xuống bên bài rồi em nha. Làm gì vậy? Cái thùi ta. Nhảy qua chiếc thuyền nha. Cái đội sâu quá đây là bao nhiêu vậy? Từ đầu đây khoảng 1m2 chứ 1m chữ thôi ạ. Em rất là vui hành trình, rất là vui lòng đăng ký chế độ đọc phần lá truyền thoại ghi hình. Bởi vì các khu vạn đọc còn ở đây rất là nhạy cảm và không thể chụp vào đẹp phần lá trường. Và thứ hai thì đây Sam thì có thiết kế cả áo phao được trang bị các phần đang ngồi ạ. Khi nào có sự cố thành cấp lý, các phần ở đây là sử dụng. Hãy trong kia ạ. Cho bây giờ mà có thể quan sát về phía bên tay trái đây ạ. Kia là các bạn thi Nga. Rồi. Thiên Nga là tiếp mặt. Các bạn Thiên Nga. Đây nè, đây nè, đây nè, tiếp mặt. Ui, con đại điểu kìa. Chị ơi, nước nó nhiều chị ơi. Nhiều nước chị ơi. Con ngựa kìa. Chết rồi chị ơi. Mà con ngựa nó buồn quá chị. Con dê rồi tí. Nhanh tiếp mặt. Chị còn chưa hẹo chim sẻ đâu chị. Có con chuồn chuồn nữa kìa. Con chuồn chuồn này phải bố ở giường mình không chị. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với khu vực của loài động vật lớn thứ hai chị nè. Wow. Đó phát được biết chưa? Đi bơi không giờ. Đâu đi bơi. Đi bơi bài không giờ. Đâu. Đây anh đi phát. Đây đây đây. Rồi cái mông kìa. Người cái là tập mông to thế. Giờ mình sẽ gọi mình tập. Bây giờ mình vô mình bỏ mông nó được một phát được không? Tê phát. Im hồng, im hồng. Nè, cái chân nó màu hồng kìa. Cái này là sơn đúng không vậy? Sơn cho nó đúng vậy. Cái này là bị... Ở trong á, trong cái bụi á. À. Nè, thấy không? Wow. Đẹp. Sao cái lông nó không màu hồng ta? Wow. Sao mà kia nó qua? Tương tác là mày cầm. Ấy nãy một cục kia. Thấy không? Ở dưới á. Ở nó quay kìa. Liêu ơi. Liêu ơi. Liêu ơi. Nó quay lại kia. Liêu ơi. Ở đây Liêu kìa. Liêu ơi. Nó phải tay. Ý là cho nó đồ ăn á. Liêu ơi, Liêu ơi. Hút đi, hút đi. Dễ thương vậy. Cho bé với. Nhìn cái miệng nó quen quá. Ăn miếng lại. Mỗi ngày thì các bạn này nếu mà ăn đúng là ăn đủ là tao nói mỗi ngày đó mọi người. Ăn đi Leo ơi, em chưa đâu. Đi con. Đây sao mình lui đầu tí nha. Đi bé ơi. Dạ mình bỏ. Ghê quá sợ. Con này bao nhiêu con? Mới ăn luôn bỏ luôn hả? Nhanh thế. Ăn nhanh vậy? Một con không dài. Leo ơi.
Có cái gì có kia không được ăn. Yêu ơi. Có kia ngu ba không được ăn. Rồi. Hết rồi, nó còn xin nữa kìa. Mặc cù, mặc cù. Xong có thể qua là thiền nha. Dạ. Ông xã. Hết đồ ăn rồi, hết đồ ăn rồi. Bây giờ tụi mình sẽ đi lại thuyền, về thuyền. Chơi Hugo không? Chơi Hugo cửa đại điểu không? Mập lắm lên cho đại điểu nó nghỉ cỏ rồi. Phát nè. Bảy ơi. Hay nha. Có nhiều nha. Bà tiên. Phía trên lều á. Ủa, xịn nha, xịn nha, diễn. Diễn dữ vậy. Quay. Con cam đây là đâu nó đâu à nhỏ xíu rồi tiếp mâm con này là con tua không á rồi giống sống đâu nhỏ xíu nè ăn 19 tiếng ngủ 2 tiếng xin chào thế là hơi cỡ lớn à sao nó nhỏ vậy chị hả con nó nhìn vui vậy u nó ra nha hay nha, mình đang ở trong nhà vẹt. Mấy con màu đỏ này sao? Ồ, giống con chim gõ kiến quá vậy. Có cái tổ giống như chim gõ kiến luôn. Nên làm sao để cho nó lên tay mình vậy? Hey, tay đâu này hey. Tay không có gì hết cho nên nó không bu. À, nó lấy cái chân nó gặm kìa. Dễ thương nha. Con đâu, thật ra là mấy con động vật kiến. Hay nha, trời ơi, xịn nhớ. Nó dọn tiếp đi nữa. Nó không có ăn cái lớp nó luôn kìa, nó ăn ở trong thôi, thấy không? Đó. Rồi, nứt luôn rồi, rồi làm lại từ đầu luôn. Con kia là con bẹt hay con mua rồi. Mặn ngu luôn rồi nè. Xịn lại. Máy quay, cũng quay được. Mấy đứa này giống như nó được. Mày sâu quá. Một lớp diễn hay sao mày? Nè. Để thèm. Phải có trang sức trên tay. Nó phải có trang sức trên tay. Ừ biết rồi. Mẹ ăn đi mày không ăn. Con màu đỏ nó hút máu người ta xong rồi cái lông nó đổi màu đó. Không nhìn ở trong có ớt kìa không? Chắc nó ớt á. Ui. Ủa nó chi ăn ớt rồi nè.